đây. Vận động viên chị là người dân tộc Âm Mông, ăn mặc rất là đẹp, thi đấu rất là tốt các bạn nhé. Các bạn ơi, còn trước mặt tôi đây là cái khu vực thi đấu đi cà kheo nhá các bạn nhá. Tôi sẽ vào quay cho các bạn xem này. Tôi sẽ sang vị trí khác để quay các bạn xem nhá. Đây các bạn ơi. Đây chính là khu vực thi đấu cà kheo các bạn nhé. Thi đấu đi cà kheo là một trong những trò chơi rất là phổ biến của người dân ở trên vùng cao các bạn ạ. Rất là đông khán giả đến xem các bạn ơi này. Thank you.
Anh mặc đẹp đấy. Gái người dân tộc Mông ăn mặc rất đẹp, đang tham gia chơi trò chơi thi cà trèo các bạn ạ. Lượt thi đấu tiếp theo các bạn nhé, lượt thi đấu tiếp theo. Các bạn ơi, tôi thấy thích nhất vẫn là bộ trang phục của đồng bào dân tộc Mông này. Không được vào vạch đâu, vào các bác khi các đổ Ôi,
Lên phòng bó chơi đi. Anh lên bác bó. Thế xe đâu? À đấy, bây giờ con đang ở nhà. Đông mà, chơi đông mà. Chơi bò chạy bò dưới nhưng mà chơi ta đi làm thôi, chơi là lên đây đi. Hết dừng về mà rồi, mày lên đâu rồi. Chậm nhưng mà chắc mình thấy cái này ngã đâu thấy chưa nè, chết chưa, còn đông lắm, còn hội chưa xong đâu. Khán giả đến xem rất là đông các bạn ạ. Chú ơi, lấy cà keo rồi. Số bà ra bị lấy đi. Thế này, cái tiền bằng nhất mà. Anh cho mình được tí. Tránh cho nó ra ngoài. Không nhìn được. Cú ra nào, cú đứng lại em vào bên kia đi. Về về đứng đây, về đây, về đây, về đây, về đây, về đây. Hai vận động viên đang đi rất là bình tĩnh. Đấy. Bình tĩnh đi. Đây, vận động viên chị là người dân tộc Âm Mông, ăn mặc rất là đẹp, thi đấu rất là tốt các bạn nhé. Bình tĩnh đi, bình tĩnh. Lại phạm lỗi các bạn ạ, chưa đến vạch. Đấy, chưa qua vạch nên chị đã bước xuống rồi. Đấy, rất tiếc cho chị đấy. Các bạn ơi, như vậy tôi đã đưa các bạn đi một vòng xung quanh lễ hội về nguồn bác bó rồi nhé. Các bạn đang xem kênh của tôi thì hãy tiếp tục ủng hộ tôi các bạn nhé, bằng cách là bấm vào cái nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình ấy, sau đó bấm một cái chuông ở bên cạnh để xem được những cái video mới nhất các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn. Bye bye.